Và người Việt Nam bây giờ quá vụ bà rồng lửa đó, sức ai mà đâu, không ai mà có tiền mà đi làm từ thiện nữa. Tự nhiên ở nhà yên ổn không, đi làm từ thiện cho đã rồi vô tù ngồi. Người ta chỉ nghĩ tóm tắt thôi, còn câu chuyện như thế nào thì người ta không có nghĩ tới. Cho nên bao nhiêu cái hình ảnh đẹp á, bị mất hết, thiệt là buồn. Cho nên kỳ rồi hiện giờ lũ lụt đầy nước Việt mà có ca sĩ nào lên gây quỹ nữa, rồi mấy thầy cũng đâu gây quỹ nữa, bể hết này, dĩa bể lát hết, dĩa nhựa dĩa sắt gì bể hết, buồn. Nhiều lúc chú lên đây chú nói nghĩ đâu nói vậy nha mấy đại ca. Anh Hoàng Kiều đừng giận em nha, em hơi vui vui nha. Người em không có biết buồn, lúc nào cũng cười hề hề. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về dượp bướm vàng bay, quê hương là con diều biết tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ em đềm khua nước ven sông.